Chào mừng tất cả quý vị đang dõi theo video. Ở video này, KTV sẽ chia sẻ cùng quý vị cách để đăng ký và KYC tài khoản trên sàn Binance. Trước khi đi vào nội dung chính, quý vị đừng quên like, chia sẻ và đăng ký theo dõi kênh để cập nhật những video mới nhất. Ở những video trước, KTV cũng đã có rất nhiều những video chia sẻ về cách giao dịch trên cái sàn Binance, và sàn Binance là một sàn top 1 về cái khối lượng giao dịch. Rồi, quý vị ai chưa có tài khoản sàn Binance, quý vị hãy lấy đường link KTV để bên dưới video này. Và đây chính là cái đường link để đăng ký của KTV. Rồi, quý vị để nguyên cái phần email này. Ở cái ô thứ nhất, quý vị hãy nhập email của quý vị vào này. Ô thứ hai, quý vị hãy nhập mật khẩu. Và quý vị lưu ý, mật khẩu ở đây gồm viết hoa, viết thường, chữ, số và những ký tự đặc biệt. Rồi, ô thứ ba là cái ID người giới thiệu, thì quý vị hãy nhập là 44187820. Nếu như quý vị lấy cái đường link thì quý vị không phải nhập lại cái ô này. Rồi, quý vị tích vào cái ô tôi đã đồng ý. Và như này là đã tích rồi này. Quý vị chọn tạo tài khoản này. Rồi, để xác minh mình không phải là một robot thì quý vị hãy vuốt cái mũi tên này cho cái hình này nó khớp vào đây. Ok, quý vị có thể lưu hoặc không lưu cái mật khẩu này. Bây giờ quý vị hãy vào email, mở email lên. Đây, đây là email từ sàn Binance. Họ gửi cho quý vị một cái mã số gồm 6 số để xác nhận. Quý vị hãy lấy cái số này và quý vị dán nó vào cái ô xác minh tài khoản. Ok, vậy là đã thông xong cái bước thứ nhất, là cái phần đăng ký. Tiếp theo là cái phần cài đặt bảo mật và xác minh KYC. Quý vị để ý đến cái biểu tượng hình người phía bên trên góc tay phải màn hình theo con chó chuột của KTV này. Rồi quý vị chọn vào cái bảo mật. Đây, thì trước hết quý vị hãy bật cái xác thực SMS lên này. Quý vị hãy chọn vào bật này. Rồi, cái ô cộng 84 thì quý vị để nguyên là cộng 84 và quý vị nhập số điện thoại của quý vị vào này. Quý vị bỏ số 0 ở phía trước đi. Rồi, sang cái ô thứ hai, quý vị nhấp vào gửi mã này. Xuống cái ô thứ ba, quý vị cũng nhấp vào gửi mã luôn này. Quý vị hãy lấy điện thoại để lấy cái mã 6 số sàn họ gửi vào tin nhắn của quý vị. Rồi, quý vị mở email lên. Quý vị hãy lấy cái mã từ email và nhập vào cái ô xác minh email này. Rồi, quý vị chọn gửi. Quý vị hãy kiểm tra lại số di động.
Rồi. Ok, vậy là đã xác minh xong cái xác thực SMS này. Quý vị để ý cái phần xác thực Google này, quý vị hãy bật lên để cài đặt 2FA. Cái phần này quý vị cũng có thể bỏ qua bởi vì quý vị đã bật xác thực bằng SMS và email rồi. Nhưng mà để đảm bảo an toàn thì quý vị cũng nên bật lên. Rồi, quý vị chọn tiếp theo này. Thì đây sẽ là cái mã QR code. Quý vị hãy copy cái mã này hoặc là quét cái mã QR để thêm nó vào cái app Authy trên điện thoại smartphone. Thì ở những video trước, KTB cũng đã có những video chia sẻ cách để tạo cũng như là thêm cái mã Authy này. Quý vị ai chưa thành thạo, quý vị có thể tìm lại những video đó. Rồi, bây giờ KTB sẽ copy cái này và thêm nó vào cái Authy. Quý vị để dấu cộng ở Authy này. Rồi, quý vị dán nó vào đây. Quý vị chọn Add này. Quý vị đánh tên, ví dụ ở đây KTV đánh là My Name này. Rồi, KTV sẽ chọn cái này màu đỏ đi. Rồi, quý vị chọn Server này. Ok, bây giờ quý vị chọn vào cái phần tiếp theo này. Quý vị nên lưu cần lại cái này. Rồi, quý vị chọn tiếp này. Bây giờ quý vị hãy nhận vào đây để lấy mã xác nhận từ email này và nhận vào đây để lấy xác nhận từ di động này. Rồi, quý vị hãy mở email lên. Đây, quý vị hãy copy cái mã này từ email và quý vị dán vào cái ô thứ nhất này. Mã xác nhận di động thì quý vị hãy mở tin nhắn lên để lấy mã này 66 này 2572 2572. Rồi, cái mã Google thì quý vị hãy mở cái Authy lên. Thì đây, cái này này, nó chạy trong 30 giây thôi, quý vị phải thao tác nhanh. Nếu như quá thì quý vị phải đợi và thao tác lại. Copy này và dán nó vào đây, chọn gửi này. Ok, vậy là đã kích hoạt thành công cái Authy. Rồi, quý vị vào cái biểu tượng hình người phía bên trên góc tay phải màn hình này, quý vị chọn vào cái xác minh. Phần này quý vị chọn tiếp theo đi. Quý vị chọn vào cái phần xác minh ngay bây giờ này. Rồi, cái phần quốc gia quý vị hãy đánh là Việt Nam. Việt Nam này. Cái phần tên quý vị hãy đánh tên của quý vị vào này. Đó, quý vị điền đầy đủ thông tin. Cái phần ngày tháng năm sinh thì quý vị hãy nhập ngày tháng năm sinh của quý vị vào. Rồi, nhập xong quý vị chọn tiếp tục này. Phần này quý vị hãy điền địa chỉ nhà của quý vị vào này. Rồi, cái mã bưu điện thì quý vị đề là mã bưu điện
1.000, 10.000. Đây là cái mã bưu điện của Hà Nội, mã quốc tế. Thành phố thì quý vị, đây là Hà Nội và không có dấu. Rồi quý vị chọn vào tiếp tục này. Ok. Quý vị chọn ok này. Ở phần này, KTV xin nói thêm về cái mã zip code quốc tế của các tỉnh Việt Nam. Thì quý vị có thể vào Google, quý vị tra này. Quý vị hãy đánh là cái postal code Việt Nam. Thì đây, quý vị vào cái trang này. KTV sẽ vào cái trang này. Thì đây là cái mã bưu chính 63 tỉnh. Quý vị lưu ý này, cái mã này nó khác với lại cái mã mà quý vị hay sử dụng điện thoại. Đó. Thì đây, đây là danh sách các mã của tất cả các tỉnh. Gọi là mã quốc tế. Đó, thì quý vị ở tỉnh nào, quý vị hãy nhập đúng cái mã của cái tỉnh đó. Ok chưa? Đó. Quý vị để ý này, thì cái xác minh cơ bản là đã được xác thực rồi đây này. Đó, nó đã báo xác thực và có dấu tích đây này. Tiếp theo là đến cái phần xác minh trung cấp và xác minh nâng cao. Đó. Thì KTV quay lại cái phần xác minh cơ bản một chút này. Về cái phần xác minh cơ bản, quý vị có thể rút được 2 BTC trên một ngày. Đó, nếu tính ra tiền Việt thì nó cũng là một số tiền rất chi là lớn rồi. Không cần thiết phải sang đến cái phần xác minh trung cấp. Nhưng về lâu dài, hoặc là có những vấn đề gì liên quan đến sàn, quý vị cần support, thì quý vị cũng lên xác minh đến cái phần trung cấp. Để support, họ sẽ hỗ trợ một cách nhanh nhất có thể. Đó, rồi, thì bây giờ quý vị hãy chọn vào xác minh ngay bây giờ ở cái mục trung cấp này. Cái phần này, quý vị chọn quốc gia là Việt Nam này. Ok chưa? Việt Nam. Thì ở đây quý vị có thể xác minh bằng chứng minh thư, hộ chiếu hoặc là bằng lái xe. Quý vị muốn xác minh cái nào thì quý vị chọn này và tiếp tục. Ở cái ảnh thứ nhất, quý vị hãy tải cái mặt trước của cái căn cước công dân hoặc là cái hộ chiếu của quý vị đây. Rồi, cái ảnh thứ hai là quý vị tải cái mặt sau của cái căn cước hoặc là bằng lái xe. Tải xong quý vị chọn vào tiếp tục này. Phần này quý vị hãy tải cái chân dung ảnh của quý vị lên. Và quý vị phải chụp ảnh trước, quý vị hãy lưu vào máy rồi tải lên. Rồi tải xong quý vị chọn vào tiếp tục này. Ok, thì cái xác minh KIC ở cái mục trung cấp này, quý vị hãy chờ trong vòng 24 giờ khi xác minh xong, họ sẽ có thông báo trong email. Rồi, và KTV xin kết thúc video tại đây. Quý vị đừng quên comment, like, chia sẻ và theo dõi kênh để cập nhật những video mới nhất.